Chào các bạn, trong clip này thì tôi làm review về đồ ăn của các khách sạn mà mình đã ở Singapore. Thì tất nhiên là tôi thì không tham vọng làm về review hoặc là làm kênh review thực phẩm hay là ăn uống đâu. Tuy nhiên là qua quá trình mình đi có 4 khách sạn 5 sao tôi ở thì thấy là có những cái khách sạn mặc dù 5 sao nhưng mà cái chất lượng, cái bữa ăn sáng của họ rất là kém. Thì hoặc là có những khách sạn thì lại rất tuyệt vời, thì chia sẻ để các bạn cùng biết nếu những ai mà dự định đi Singapore, định đến những cái khách sạn mà tôi đã từng ở thì các bạn có thêm cái lựa chọn hoặc là biết cái cụ thể hơn. Tại vì là có người thì người ta không quan tâm đến ăn sáng đúng không, nhưng mà gia đình tôi thì lại rất quan tâm chú trọng đến cái bữa sáng, nên là mình cầu kỳ hơn. Nên là khi đến các khách sạn thì tôi vẫn là chọn là cái khách sạn nào là có bữa sáng thì tôi mới lưu trú ở đó. Đầu tiên thì có lẽ tôi nói về cái chất lượng kém nhất trước, thì cái khách sạn mà tôi ở khu Sentosa. Sentosa thì tôi ở cái Oasia, thì cái dịch vụ của họ rất tốt. Ở đối diện sau lưng tôi đang quay thì cái tòa nhà màu xanh xanh các bạn thấy nhá, thì cũng là Oasia 4 sao. Thì nhưng mà cái này ở trung tâm, còn cái kia thì là ở khu Sentosa, là cái khu đảo du lịch riêng. Thì dịch vụ, nói chung dịch vụ của họ khá tốt, tuy nhiên là có một cái giờ hơi là bữa sáng của họ thì họ không có nhà hàng riêng, nên là họ làm việc với một cái đơn vị thuê ở mặt bằng tầng dưới là cung cấp bữa ăn cho khách du lịch. Và khi mình xuống thì họ cũng đưa menu cho người lớn được chọn 4 món, trẻ em được chọn 2 món. Nhìn thì rất hoành tráng, tuy nhiên là vấn đề là những cái món ăn đấy nó không phù hợp với mình, nên là nó không ngon. Nếu mà đánh giá thì thang điểm 10 thì tôi chỉ thấy nó được 3 điểm, tức là tạm tạm. Hoa quả thì họ cho một cái bát nhỏ cắt sẵn các loại bằng tầm 2 ngón tay 2 cm, tức là miếng xíu xíu trẻ con. Mà vấn đề là cái hoa quả đấy thì có lẽ cũng dập nát và cắt lâu ngày nên là nó không tươi và không ngon. Nên là nếu mà xác định ví dụ bữa sáng của Oasia thì tôi chỉ cho tầm 3 điểm vì không đạt yêu cầu. Cái khách sạn thứ hai mà tôi nói đến là Sofitel. Sofitel thì có nhiều địa chỉ, thì đây là cái Sofitel ở trung tâm các bạn nhé. Thì bữa sáng của họ chỉ, nếu mà như tôi nói ở cái thang điểm 10 thì họ chỉ được 5 điểm thôi. Vì là họ phong phú, về cơ bản phong phú, nhưng mà nếu mà so với mức độ thì có thể nó chỉ tương đương với Mường Thanh ở Việt Nam. Tuy nhiên là cái giờ hơi, tức là về cái số lượng ấy các bạn, nó họ chỉ có khoảng 20-30 món. Tuy nhiên vấn đề là những cái món đấy là nó thiên về đồ Tây, thiên về đồ Tây và rất khó ăn. Thậm chí kể cả những cái bánh giống kiểu bánh Doraemon, họ làm bằng cái bột, họ bột bở bùng bục ra ăn rất là khó, không gọi là không ngon, nói tóm lại không ngon. Số lượng món thì nhiều, ví dụ cháo thì cũng có cháo nhưng mà lại cháo trắng, nhưng mà bên trên lại thấy có váng mỡ, váng dầu, nhìn cũng hơi ghê ghê kiểu như vậy các bạn nhé. Thì nói chung là cả một mấy chục cái bữa đấy thì có ngũ cốc thì được, ngũ cốc thì tạm được, đấy là gọi là có cái để ăn sáng. Hoặc là họ cũng có các loại mì, hoặc là gọi là cái gì nhỉ, cái bữa sáng kiểu dim sum của Trung Quốc ấy. Tuy nhiên là cái này họ dở một cái là họ tiết kiệm. Họ tiết kiệm là mỗi lúc họ bỏ ra một ít thôi các bạn, họ sợ mọi người lấy nhiều. Ví dụ là cái dim sum họ bỏ ra đúng 6 miếng thôi, thế là mình gắp hết thì cũng ngại, mà ví dụ gắp 3 miếng thì lúc sau người khác cũng lấy 3 miếng thì muốn ăn nữa cũng chả có các bạn. Thế là ví dụ mình hợp được món đấy thì mình cũng không lấy được nhiều. Họ sợ lấy nhiều, tức là họ làm số lượng ít ít, mỗi thứ một ít. Hoa quả cũng thế, họ bày ra đúng một đĩa ăn hết là thôi. Kiểu như mọi người ai đi muộn là coi như mặc nhiên là không có. Đấy là cái rất kém. Nên là chỉ được 5 điểm thôi. Nên là
trương lắm. Cái khách sạn thứ ba tôi ở là Marina Sand Bay à, tức là cái khách sạn mà có cái ba tòa xong có con thuyền ở bên trên ấy. Thì thay vì chỉ đứng chụp ảnh check in không thì tôi quyết định tôi vào đấy tôi đặt luôn và ăn sáng, trưa, tối cả ba bữa ăn của cái nhà hàng của khách sạn luôn, nhà hàng tên là Rai. Rai đấy không biết là có phải là mặt trời mọc hay không, RISE, tôi tra lại sau. Thì nếu mà theo thang điểm thì có thể được 7 điểm, tức là đồ ăn thì phong phú hơn so với Sofitel một chút, ăn được nhiều thứ dễ ăn hơn. Tuy nhiên là nó cũng không đa dạng về món, thì nó chỉ khoảng 5-60 món, nhiều hơn bên này một chút. Cũng là những món khó ăn và họ cũng như thế, họ cho ít một ra. Ví dụ món cá các bạn nhé, họ có đúng một như kiểu một con cá làm bơ xong họ không cho dụng cụ lấy, thế là mỗi lần mình mang đĩa ra họ sắn, có người bên trong họ sắn cho một ít, có muốn ăn thêm họ cũng không sắn. Tức là ví dụ bạn thấy ngon bạn phải quay lại lần nữa, bạn xin lần nữa. Thậm chí là có lúc thì cái người đứng phục vụ bên trong họ bỏ đi chơi hoặc họ bỏ đi chỗ khác. Nên là mặc dù ở Marina San Bay nghe thì hoành tráng đúng không, nhưng mà đây không chỉ là bữa sáng các bạn nhé, tôi ăn cả bữa. Họ có buffet trưa, buffet tối. Trưa tối đắt hơn một chút thì mình không quan tâm lắm, tại vì mình ăn để trải nghiệm để biết mà, nên là mình không quan tâm đến cái giá tiền của nó. Còn nếu mà cụ thể thì hình như nó cũng dao động các bạn nhé, dao động mấy khách sạn ở đây thì họ dao động khoảng 80 đến 120 đô một người chưa thuế. Chưa thuế thì thuế ở đây họ tính là 8% cộng với 10% phí dịch vụ, là thường là các bạn sẽ phải cộng vào 18%. Đấy. Thì về cơ bản là như vậy. Marina chỉ được 7 điểm thôi. Còn xuất sắc nhất mà tôi ăn bữa sáng thì đó chính là Fullerton Hotel. Và tôi cũng khuyên các bạn chân thành là nếu sau này tôi có quay lại Singapore, chắc chắn tôi sẽ ở Fullerton các bạn. Nó có nhiều ưu điểm là nó tiện ngay gần cái đầu con sư tử, hàng ngày mình lang thang ra đấy chụp ảnh dạo chơi được. Hai là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối họ ăn rất là tiện lợi các bạn nhé, và ngon, đầy đủ các món luôn. Nếu xét về món ăn thì họ đầy đủ, tức là món ăn phù hợp cho các nền văn hóa các bạn, Âu cũng có, Á cũng có. Vấn đề khác biệt so với những khách sạn khác khác là lúc nào cũng đầy áp thôi. Tức là ví dụ hoa quả mà người ta thấy khách lấy vơi đi khoảng 2 phần 3 họ lại mang bổ sung tiếp, chứ không phải những khách sạn kia các bạn nhé. Tất cả những khách sạn khác thì ăn hết là thôi, còn ở đây là họ bổ sung liên tục luôn. Đấy là cái cực kỳ đặc biệt đúng không? Ví dụ là như tôi nói là tôi mượn 10 rưỡi họ đóng cửa, 10 giờ mình xuống muộn vẫn rất là đầy đặn, không thiếu một cái gì luôn các bạn nhé. Hết họ vẫn mang lên, rất là lịch sự. Chứ phải không phải như là ví dụ ở ngay Sofitel này, nếu mà 10 giờ xuống là họ không nhận luôn. Cũng tại vì thực ra là ví dụ như sáng nay là 9 rưỡi nhà tôi xuống mà đồ ăn còn gần hết luôn, gần hết họ không bổ sung thêm. Đấy, đấy là một cái cực kỳ dở và kém đúng không? Nên bên Fullerton các bạn mà ăn buffet sáng trưa chiều tối, nhà tôi ăn hết ở đấy mà, ngại đi ra ngoài tìm quán. Ra ngoài tìm quán nhiều khi là những quán mọi người bảo là ngon, nhưng mà mình ra xếp hàng, mất thời gian xếp hàng, mất thời gian đăng ký, xong ăn cũng chả ngon bằng. Trong khi ở đây là hàng trăm món, mình thích chọn lúc nào thì chọn và họ bê lên liên tục đúng không? Đấy là một sự đẳng cấp các khách sạn khác không làm được. Đây là đang đi tàu điện ngầm để đi về khách sạn Fullerton để ăn bữa tối. Tuy nhiên là sang cái khu khách sạn mới họ mới xây xem là có ngon hơn không. Như có nói là bên Fullerton ăn ngon hơn nên là bữa tối nhà tôi quyết định đi một ga tàu ngầm là đến. Thì hôm nay vừa đi bộ vừa đi tàu quay cho các bạn. Mọi lần đi thì cũng không có thời gian để quay.
Ở đây thì khá rộng, tuy nhiên là cái biển chỉ dẫn so với bên Trung Quốc thì vẫn chỉ dẫn rất là kém và họ không nhiều, nên là cũng hơi mất thời gian một chút. Ở đây tôi cũng quay thì các bạn hình dung, ví dụ lên thì đường ngầm đến khách sạn này là ở bên dưới luôn, và lên trên tầng 1 là có nhà hàng thì nó cũng khá tiện lợi. Đấy, đây là tôi quay lại bữa tối của khách sạn Fullerton, vì đến sớm nên là họ chưa mở ra. Ở đây đồ ăn thì cực kỳ là nhiều, và như có nói thì duy nhất ở đây có đũa các bạn nhé, phục vụ các nền văn hóa nên là ở đây có đũa để ăn, còn những chỗ khác thì đều phải thìa dĩa. Đấy. Tôm hùm các kiểu, ngồi ngắm sông luôn cũng được, có phở, có bún rồi các kiểu. Nói chung ở đây thì phù hợp rất nhiều. Và Tết thì họ nặn rất nhiều bánh hình tài lộc may mắn, đồng xu. Và đặc biệt như tôi nói là hoa quả ở đây cực kỳ tươi, sữa chua các thứ đều nhập khẩu xịn châu Âu. Đấy, đây là hóa đơn này. Hai người 304 đã tính cả thuế. Và khi về thì nhà tôi bắt xe về thôi. Bắt xe về thì cũng như cho bạn ngắm một cảnh đoạn đường buổi tối ở Singapore. Ở đây người ta đi ngược so với Việt Nam, tay lái bên tay phải. Đường phố thì cơ bản là sạch và thoáng, không có tiếng còi. Và ở đây như có nói các bạn, có một điều ngoài không còi nữa thì họ rất nhường người đi bộ. Có người đi bộ là họ dừng lại. Đấy là điều rất là hay. Đi một đoạn cách khoảng 1-2 cây thôi nên là cũng khá nhanh. Bên này thì người ta trang trí con thỏ chứ không phải con mèo. Thì đa phần chắc mọi người cũng biết rồi, mỗi Việt Nam là năm mão mèo, còn các nước khác thì họ ảnh hưởng của Trung Quốc, họ chọn con thỏ.